Chúng ta có thể khai báo sau. DIM BF SNew BF Function. Sau đó ở đây chúng ta có thể là tiếp tục khai báo biến dataset RST S Object. Sau đó chúng ta set RST bằng BF.BF SQL. Hàm này vẫn cho phép chúng ta có thể là chạy câu lệnh SQL bình thường. Đó là select tất cả from data. Sau đó chúng ta copy cái dataset này ra ô. Ra kiểm tra để chạy. Ok, đó chúng ta có thể sử dụng cái class BF function để chúng ta có thể gọi hàm BF SQL ở trong VBA để gọi như thế này. Tuy nhiên chúng ta hãy lưu ý là chúng ta có cái test thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ dùng formula đây. FA. Đây chúng ta sẽ để FA. Khi đó thay vì chúng ta sử dụng BSQL thì chúng ta dùng exec. Chúng ta sẽ dùng execSQL. Khi dùng execSQL thì chúng ta cũng được phép sử dụng hai tham số, đó là tham số đầu tiên SQL và tham số thứ hai là option, tùy ý chúng ta. Đó. Riêng với hàm execute qua x riêng với hàm chạy SQL execute query thì chúng ta được phép sử dụng trong UDF function. Giờ tôi chạy lại. Chạy. Ok, sai này. FA. Chạy lại. Ok, đấy ta thấy rằng là phương pháp nào chúng ta cũng đều sử dụng để chạy SQL trong SDE Tool. Chúng ta có thể sử dụng BSQL thông qua cái class BF function hoặc chúng ta sử dụng execute query thông qua BF formula array. Tuy nhiên hai cái này là chúng ta sử dụng ở các trường hợp. BSQL chúng ta sử dụng trong macro thì được, nhưng mà chúng ta sử dụng trong function trong hàm thì không được. Còn execute là chúng ta sử dụng trong hàm hoặc trong macro đều được. Đấy. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy dữ liệu từ internet thì chúng ta có thể làm sao? NVDB server bằng yes. Kho. Đấy. Data from server. Chạy như sau. Ok. Rồi, đây chính là cái cách mà chúng ta có thể lấy dữ liệu từ máy chủ.